Chiều hôm qua 26 tháng 8, tại sân vận động Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã diễn ra hai trận đấu thuộc lượt trận cuối cùng giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2018. Trận đấu giữa đội Hà Nội gặp Than khoáng sản Việt Nam đã thực sự là một trận đấu mở màn đầy kịch tính và tỷ số 3-2 là tỷ số cuối cùng với chiến thắng nghiêng về Than khoáng sản Việt Nam. Trong trận đấu cuối cùng trong ngày là cuộc đối đầu giữa Phong Phú Hà Nam gặp thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đội đều chọn cho mình lối chơi an toàn là phòng thủ phản công để chắc chắn. Dù vậy thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn có được 3 bàn liên tiếp vào lưới đội quần áo đỏ để ấn định tỷ số 3-0 ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam đã có được bàn thắng để rút ngắn tỷ số. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã không cho đội bạn một cơ hội nào và ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-1. Kết thúc giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2018, đội Hà Nội đã đăng quang ngôi vô địch với giải thưởng là 50 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh giành giải nhì với 30 triệu đồng. Giải ba và giải phong cách cùng thuộc về đội Than khoáng sản Việt Nam với tổng giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, các giải thưởng phụ cũng được trao với 6 bàn thắng. Nguyễn Thị Thanh Nhã của Hà Nội đoạt giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Trần Thị Ngọc Anh của Than khoáng sản Việt Nam nhận giải thủ môn xuất sắc nhất và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Ngân Thị Vạn Sự của đội Hà Nội.